Sự ảnh hưởng của thời đại số đến giới trẻ Việt Nam, kỷ nguyên mới sôi động cho giới trẻ Việt Nam. Chào mừng đến với kỷ nguyên mà thế giới nằm gọn trong lòng bàn tay bạn. Bạn có biết rằng theo Google, có tới 97% người Việt Nam đang lướt sóng kỹ thuật số thông qua điện thoại thông minh và máy tính bảng. Đây là thông tin chính thức, giới trẻ Việt Nam đang sống trong một thế giới không tưởng về kỹ thuật số, nơi mọi thông tin và kiến thức đều nằm ngay trong tầm tay họ. Nhưng xin chờ chút nữa giới trẻ không chỉ điều hướng lĩnh vực kỹ thuật số này một cách dễ dàng mà còn biết cách sử dụng sức mạnh của nó để thể hiện bản thân đổi mới và khám phá thế giới xung quanh từ việc học tiếng anh trên ứng dụng Duolingo đến tham gia trị liệu bán lẻ trực tuyến trên tiki hay thậm chí tìm kiếm người bạn tâm giao của mình thông qua các ứng dụng hẹn hò không có gì là không thể cuộc cách mạng này đã thay đổi cách chúng ta tiếp cận và tương tác với thế giới giới trẻ việt nam không chỉ được tiếp cận với lượng thông tin khổng lồ mà còn có thể tiếp cận nó theo những cách chưa từng tưởng tượng trước đây thử thách và cơ hội đi tàu lượng siêu tốc kỹ thuật số phải thừa nhận rằng thế giới kỹ thuật số có rất nhiều thách thức ai có thể quên được những màn đối đầu trên facebook và zalo tuy nhiên đây là những bài học vô giá giúp giới trẻ học hỏi trưởng thành và trở thành những công dân kỹ thuật số có trách nhiệm hơn nữa bối cảnh kỹ thuật số mở ra những cơ hội mới cho giới trẻ việt nam bạn có thể trở thành nhân vật nổi bật tiếp theo trên youtube chỉ sau một đêm hoặc khởi động một công ty khởi nghiệp thành công với một ý tưởng độc đáo thế giới kỹ thuật số thực sự là một vương quốc của những khả năng vô tận tuy nhiên chúng ta đừng nhắm mắt làm ngơ trước những cạm bẫy rình rập trong lĩnh vực kỹ thuật số từ tin giả đến lừa đảo trực tuyến thế giới kỹ thuật số đòi hỏi người dùng phải thận trọng và hiểu biết hơn bao giờ hết tóm lại hãy tận hưởng bản giao hưởng kỹ thuật số cuối cùng hãy nhớ rằng thế giới kỹ thuật số không phải là ảo ảnh ảo mà là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại hãy nắm bắt nó khám phá nó và để nó làm phong phú cuộc sống của bạn theo những cách mà bạn chưa từng nghĩ là có thể và đừng quên thế giới kỹ thuật số là một kho tàng cơ hội đang chờ được khám phá hãy nắm lấy nó và bạn sẽ thấy rằng thế giới kỹ thuật số thực sự là một thế giới của những khả năng vô tận hãy tham gia cùng chúng tôi trên kênh youtube khi chúng ta cùng nhau lướt sóng kỹ thuật số nơi mà sự phấn khích đổi mới và niềm vui không bao giờ dừng lại